Sơ thớt, sơ thớt, đang nghĩ gì vậy? Tiếng gọi của chiêm sắc kéo thần trí nàng trở về. Tớ ở đây, hóa ra tớ vẫn luôn ở đây. Nàng nhắm mắt, đột nhiên ngã xuống giường. Nói những lời không ai hiểu được. Mọi thứ đã kết thúc, thật sự đã kết thúc rồi. Nàng mơ một giấc mơ, một giấc mơ kỳ lạ, một giấc mơ mà nàng không muốn tỉnh lại triệu thập cửu là giả, bảo âm cũng là giả, đông phương thanh huyền cũng không phải thật, mọi thứ đều là giả. Điều này khiến cơ thể nàng đau đớn như bị giày xéo. Cổ họng tắc nghẹn, cánh mũi chua xót, nàng không thể khóc thành tiếng. Bị thương đến nỗi không thể rơi lệ, đau đớn đến nỗi nói không thành lời. Nàng biết nàng không thể khóc bởi vì không một ai có thể chia sẻ nỗi buồn này cùng nàng. Cũng sẽ không có ai hiểu được cảm giác của nàng vành mắt ướt nhòe. Ánh mắt của nàng di chuyển từ bức tường trắng tuyết ra đến cánh cửa sổ bằng kính đen ngòm, nhìn màn đêm bên ngoài, rồi lại xoay đầu, ép bản thân bình tĩnh lại nhìn chiêm sắc. Cơ ngà, tớ đã ngủ bao, bao lâu rồi? Để tính xem, khoảng 7 tháng. Chiêm sắc vẫn mỉm cười. 7 tháng, 7 năm. Hạ sơ thất hốt hoảng, cúi đầu lầm bẩm Hóa ra 7 tháng ngoài hiện thực là 7 năm trong mơ. Nhưng tại sao lại có giấc mơ này? Tại sao? Sự bất thường của nàng cuối cùng cũng đã khiến chiêm sắc nghi ngờ. Cô nhau mắt lại, quý người, nhìn hạ sơ thất chằm chằm. Sơ thất, cậu có thấy chỗ nào không khỏe không? Đầu còn đau không? hạ dơ thớt hơi thụt người lại lắc đầu không dám tiếp xúc với ánh mắt dịu dàng của chiêm sắc nhưng lại không thể thoát khỏi sự dày vò và ràng buộc giữa giấc mơ và hiện thực nàng không nhịn được bèn hỏi chiêm sắc cậu tin có kiếp trước và kiếp này không kiếp trước và kiếp này chiêm sắc giật mình nghĩa là sao không được tớ phải đi tìm bác sĩ khoa thần kinh tới mới được Đừng, đừng mà." Hạ Sơ Thất mím môi, ngăn Chiêm Sắc lại rồi khẽ thở dài, nhìn vẻ mặt như thấy ma của cô, sự tuyệt vọng và khủng hoảng trong lòng dần dần phóng to lên. "Cậu không tin à? Ha <laughs> ha, tớ còn không tin, sao có thể làm cậu tin được?" Cách nói chuyện không giống người hiện đại của nàng khiến Chiêm Sắc sững sốt. Cô không trả lời, hoặc nói chính xác hơn là không kịp trả lời thì Hạ Sơ Thất đã thò tay ra khỏi chăn, nằm lấy tay cô, đổi chủ đề với thái độ gần như khẩn cầu. Chiêm sắc, chiếc gương đâu? Chiếc gương gỗ đào đâu? Sự thắc mắc trong mắt chiêm sắc càng hiện rõ hơn, nhưng cô không nói nhiều chỉ liếc nhìn hạ sơ thất một cái, rồi vạch gối của nàng lên, moi một chiếc gương bằng gỗ đào từ dưới gối ra, nhét vào lòng bàn tay gầy guộc của nàng. Không biết vì sao cậu lại thích chiếc gương này như vậy, lúc ngất đi còn nắm chặt nó không buông khó khăn lắm tớ mới lấy nó ra được khỏi tay cậu sau đó điều trị lâu như vậy thấy cậu vẫn không tỉnh lại thế là tớ cô cười ngại ngùng sau đó nói tiếp hơi mê tín nghe người ta nói gương biết nhiếp hồn nên đặt nó dưới gối của cậu hy vọng có thể gọi hồn cậu về hạ sơ thất không có tâm trạng nghe cô nói gì nàng chỉ vội vàng nắm chặt chiếc gương nhìn nó nhìn khuôn mặt không phải của hạ sở trong gương nàng hoảng hốt rút cắn gương ra cây dao nhỏ trong gương vẫn còn gương gỗ đào vẫn là gương gỗ đào mọi thứ dường như chưa từng thay đổi chỉ có một điều khác biệt duy nhất nàng không còn là hạ sở nữa mà chỉ là hạ sơ thất sao lại thế này sao lại thế này cánh môi nàng run rẩy lẩm bẩm như nói mớ do quá kích động và dùng sức. Mua bàn tay đang cầm cán gương kia nổi đầy gân xanh, tiểu tụy đến mức khiến người ta đau lòng. Sơ thớt, sơ thớt, cậu bị sao vậy? Chiêm sắc nắm lấy tay nàng, dịu dàng an ủi. Chiêm sắc! Hạ sơ thớt nhìn cô bằng ánh mắt mê man, dòng máu khắp người dường như đang chảy ngược. Nàng cảm thấy có thứ quan trọng gì đó đang biến mất khỏi sinh mệnh của nàng không bao giờ trở lại và dường như vận mệnh đang đùa giỡn với nàng trong giấc mơ nó cho nàng một tình yêu đau nhói xót xa nhưng lại cho nàng một kết quả cực kỳ vô lý hóa ra đó chỉ là mơ mà thôi triệu tôn triệu miên trạch đông phương thanh huyền hay đại ngưu ca thanh hoa tinh lam lý mạc cáp táp nhĩ những người này chưa từng tồn tại bao giờ đó thật sự chỉ là một giấc mơ ư Nàng nhìn chiếc gương gỗ đào trong lòng bàn tay, lẩm bẩm, đầu đau nhói. Gió đêm bên ngoài dịu dàng thổi vào. Làn gió tựa như bàn tay của triệu thập cửu, mang theo mùi thơm lan quế, khẽ vuốt ve tóc nàng. Quá chân thật, chuyện đó thật sự quá chân thật. Nàng gõ đầu cố gắng lấy lại tinh thần hỏi. Chiêm sắc, hôm nay là ngày mấy? Chiêm sắc âm thầm chú ý đến nàng ngày 28 tháng 10. Nàng lại hỏi. Còn âm lịch? Cô ấy quan tâm tới âm lịch từ khi nào vậy? Châm sắc liếc nhìn ánh mắt kỳ lạ của nàng rồi quý đầu xem điện thoại. 16 tháng 9. Hạ sơ thất chán nản. 16 tháng 9, cùng một ngày về biến cố ở Kim Xuyên Môn, quả nhiên là mơ ư. Chiêm sắc càng lúc càng thấy nàng kỳ lạ. Cậu nằm mơ thấy kim xuyên môn gì đó hả? Ôi trời, mơ tới nam kim luôn. Chiêm sắc vỗ vai nàng cười tùng tìm trêu ghẹo. Thành thật khai ra, có mơ thấy anh nào đô con không? Nếu là trước đây, hạ sơ thất chắc chắn sẽ trêu ngược lại cô. Nhưng giờ đây nàng chỉ thẫn thờ xoa chán, vẫn đang lầm bẩm một mình. Nguyệt thực máu, gương gỗ đào, có liên quan gì tới nguyệt thực máu? Chiêm Sắc nghe nàng nói linh tinh thì thở dài, đi đóng cửa sổ rồi xoay đầu lại cười nói. Đúng là hôm nay có nguyệt thực máu, nhưng người khác không hiểu, chẳng lẽ cậu vẫn không hiểu sao? Uổng công cậu được nhận một nền giáo dục tiên tiến, những truyền thuyết kia chỉ là lừa đảo thôi. Được rồi, cậu ngoan ngoãn nằm nghỉ đi, để người khác nghe thấy không chừng còn tưởng cậu bị chúng ta nữa đấy. Ánh đèn sáng dọi xuống mặt chiêm sắc. Lúc cô nói chuyện, mỗi một động tác đều sống động như thật, nhưng lại khiến hạ sơ thất rất muốn nhắm mắt, không nhìn thêm nữa. Trong mơ, nàng cảm thấy mình và triệu tôn là người ở hai thế giới khác nhau. Nhưng giờ đây, khi nhìn chiêm sắc xinh đẹp quý phái trong chiếc đầm thời trang, mái tóc dài thướt tha, trang điểm nhẹ nhàng nàng lại đau lòng phát hiện ra rằng nàng và chiêm sắc mới không giống như người cùng một thế giới con tim nàng đã rời xa thế giới này nhưng lại không thể kể cho chiêm sắc nghe về những khung cảnh cứ ngỡ như thật trong mơ kia không thể kể cho cô ấy về binh đao tấn mã và khói lửa chiến tranh của nơi ấy càng không thể nói với cô ấy rằng mình đã gặp được một người đàn ông yêu nàng cưng chiều nàng coi nàng như báu vật cũng như gặp được một nhóm người có thù cũng có bạn, cùng nàng trải qua một câu chuyện tựa như truyền kỳ. Nàng không thể nói, vì nói ra người ta sẽ coi nàng là kẻ điên. Dưới ánh đèn sáng, gương mặt gầy gò của nàng trắng sáp như giấy. Chiêm sắc đau lòng, an ủi nàng. Đừng nghĩ nhiều nữa, cứ nghỉ ngơi trước đã. Mọi người đều đợi cậu trở về đội. Tên trung tá của đội giã chiến được cậu chữa trị lúc trước để ý cậu rồi. Đợt này có tới bệnh viện thăm cậu Trùng hợp gặp được chú bác của cậu Bác chịu thấy cậu ta cũng được Nên bảo Trương La làm muối cho cậu đó Về đội Trung tá quân giã chiến Từng thông tin đập vào đầu khiến hạ sơ thất nhớ đến bộ quân phục ấy Cứ ngỡ như đã cách một đời Nàng nhìn chiêm sắc chằm chằm cười khổ Chiêm sắc Tớ sợ là không thể về đội rồi chiêm sắc mím môi đợi câu nói tiếp theo. Nhưng Hạ Sơ Thất chỉ ngơ ngác nhìn bóng đèn, tâm trí đã bay đi đâu từ lâu, trong đầu nàng không có khái niệm về trung tá cũng như về đội. Thứ nàng nhìn thấy là tượng sư tử đá và cột đá có khắc dòng, Văn Võ quan lại xuống ngựa tại đây, trước cửa phủ Tấn Vương, nhìn thấy người đàn ông ấy cưỡi ngựa chạy tới, áo choàng đen viền vàng bay phấp phới trong gió, nhìn thấy tay của hắn nắm lấy tay nàng, cùng đi qua rừng chuối mưa ngâu. Đi qua thảo nguyên hoang dã Mạc Bắc đầy tuyết, cũng nhìn thấy trong thư phòng của hắn có một bàn cờ, một ấm trà xanh, hai hũ đựng quân cờ, người phụ nữ tên Hạ Sở ấy vừa cầm quân trắng vừa cười. Trước mặt nàng là một người đàn ông cao quý, sắc mặt lạnh lùng, mặc áo mãng bào, đeo đai ngọc, nhưng ánh mắt lại rất dịu dàng. Triệu Thập Cửu, Triệu Thập Cửu, nàng đọc thầm một lần, khẽ cử động khóe môi vẫn không chịu tin vào sự thật này. Nàng vuốt ve mặt sau chiếc gương gỗ đào, ngẩng đầu lên nhìn chiêm sắc, hỏi điều mình thắc mắc. Chiêm sắc, cậu có được chiếc gương này từ đâu vậy? Chiêm sắc thấy sự chú ý của nàng vẫn đặt ở chỗ chiếc gương thì cau mặt. Sơ thất, cậu mà còn như vậy nữa. Tớ sẽ mời đại tiên tới trừ tà cho cậu thật đấy. Hạ sơ thất cũng cười, nhưng là cười khổ, vành mắt cay xè. Phải, tớ chúng ta rồi, say mê gương gỗ đào. Chiêm sắc thở dài, hết cách với nàng cười nói. Chiếc gương gỗ đào này là di vật của ba tớ. Hạ sơ thất và chiêm sắc đều là người đời sau của kim triện ngũ thuật, nên cũng biết một ít chuyện về ba cô ấy. Ông ấy là một lão hòa thượng có chút danh tiếng trong nước, nhưng đã qua đời từ lâu rồi hạ sơ thất thấy tiếc nuối cả người như kiệt sức vừa thấy mệt mỏi vừa bất lực bác chiêm qua đời rồi vậy là không tìm được nguồn gốc rồi chiêm sắc nghe ngữ điệu văn nhã của nàng nghĩ đến người ba đã mất cô xoa mặt trầm ngâm nghi ngờ mình đã bị chúng tà tớ chịu thua cậu rồi ngủ có một giấc thôi mà sao nói chuyện như người cổ đại vậy hạ sơ thất mím môi nhìn cô rồi không dám nói gì nữa chiêm sắc cười được rồi coi như cậu may mắn trước kia ba tờ có thói quen sưu tầm đồ cổ sau khi xuất ra thói quen này vẫn không thay đổi không những thế ông ấy còn có một thói quen khác mỗi khi tìm được một món đồ quý ông ấy sẽ dán nhãn ghi chú niên đại nguồn gốc mí mắt hạ sơ thất giật giật dây thần kinh trì trệ nước mắt suýt chút nữa đã tuôn ra nàng kích động nhào tới nắm chặt cánh tay chiêm sắc mau mau nói cho tớ biết chiếc gương này có nguồn gốc từ đâu lúc này chiêm sắc không thể nào đoán được tâm trạng của cô nàng chỉ đành nắm ngược lại tay nàng cau mày trấn an lâu rồi không động vào những thứ này tớ phải về xem đã sơ thớt cậu nghỉ ngơi trước đi có được không cậu như vậy làm tớ thấy đau đầu lắm Hạ sơ thất thu lại sự kích động trong mắt, buông tay ra. Um, làm phiền cậu quá. Nghe nàng nói chuyện kiểu như vậy, chiêm sắc thấy mình sắp điên rồi. Nhưng Hạ sơ thất lại như đang trôi giạt ngoài hiện thực. Cưng à, càng nhanh càng tốt nhé. Một khoảng thời gian, một giấc mơ. Hạ sơ thất nằm trên giường ba ngày ba đêm mà vẫn không thể phân biệt được thật giả. Trong ba ngày này, nàng gần như không chợp mắt. Chỉ cần nhắm mắt lại là trong đầu chỉ toàn là bóng dáng của triệu thập cửu, của bảo âm của nàng và đứa con không biết là trai hay gái kia. Ba ngày sau, nàng không thể chịu nổi sự dày vò này, cố ép bản thân ăn chút gì đó, một mình làm thủ tục xuất viện. Nàng cầm theo điện thoại, sách theo túi, bước ra cổng bệnh viện. Khi một lần nữa hòa mình vào phố xá sầm uất và dòng xe cộ đông nghịt, nhìn cô gái trên đường mặc quần áo thu đông thời trang, vừa ăn vặt vừa khoác tay bạn trai đi qua vạch đường. Nàng thấy đầu đau như búa bổ, gần như mất kiểm soát. Thành thị phồn hoa náo nhiệt này thuộc về hiện thực, nhưng khung cảnh xa hoa cổ kính kia thật sự đã rời xa giấc mơ của nàng. Nàng không biết đã đi bao lâu, màn đêm buông xuống, trên trời không trăng cũng không sao. Bầu trời thành phố đã bị ô nhiễm bao phủ trong một lớp khói mù. Nàng thẫn thờ sách theo túi, đi qua một nhóm các gì đang múa trên quảng trường trong giai điệu của bài quả táo nhỏ. nàng ngồi xuống một chiếc ghế đá bên trong góc tường. Ánh đèn đường vàng chiếu xuống mặt nàng tái nhợt không có chút máu. nàng vô thức bấu chặt chiếc ghế đến mức tay dỉ máu mà nàng vẫn không hay biết gì. Đèn nơi ông rực rỡ, thành phố vô cùng náo nhiệt. Thành phố này là nơi nàng thường nhớ về trong mơ. Nhưng giờ đây khi ngồi ở đây, nàng lại cảm thấy đã mất đi thứ gì đó. Không làm mất đi toàn bộ. Nàng ngẩng đầu, nhìn ngọn đèn xa xôi tựa như ánh sao khẽ lầm bẩm. "Triệu thập cử, chàng không tồn tại thật sao?" Thiếp không tin, thiếp thật sự không tin. Nếu chàng ở Mạc Bắc, thiếp có thể đi đến Mạc Bắc tìm chàng. Nếu chàng ở Liêu Đông, thiếp có thể đến Liêu Đông tìm chàng. Nếu chàng ở Kinh Sư, thiếp sẽ đi Kinh Sư tìm chàng. Nhưng giờ đây chàng lại ở trong mơ của thiếp. Thiếp biết đi đâu tìm chàng đây. Không, cho dù là mơ, thiếp cũng phải tìm chàng. Xung quanh có vài người nhìn nàng như nhìn kẻ điên. Nàng đột nhiên đứng dậy lao đi. Từ lúc nhập ngũ và làm quân y của đội đặc nhiệm gai đỏ, nàng vẫn luôn ở trong ký túc xá của bộ đội. Những ngày nằm điều trị tại bệnh viện, ký túc xá cá nhân của nàng đã lâu không ai đến dọn. Trên vệ cửa, trên bàn ghế, trên giường khắp nơi đều bị bao phủ trong lớp bụi dày. Nhưng dường như nàng không nhìn thấy. Trong sự kinh ngạc, cũng như hỏi han quan tâm của những người trong doanh trại, nàng lao vào phòng, lấy máy tính của mình ra cắm điện vào, mở trang Baidu. Nàng nhập xuyên không, kết quả tìm kiếm là một đống tiểu thuyết và phim truyền hình xuyên không. Nàng nhập không gian, kết quả tìm kiếm là đủ kiểu giải thích khó hiểu về 3D. Nàng nhập đại yến, kết quả tìm kiếm là nhà thơ yến thù thời bắc tống nàng tìm kiếm lung tung trên mạng thậm chí còn nhập từ khóa về những thứ khoa học không thể giải thích như tam giác quỷ bermuda kim tự tháp dưới đáy biển để tìm kiếm manh mối nhưng đều không có thu hoạch gì nhưng nàng lại phát hiện ra trời đất rộng lớn vũ trụ bao la thế giới này quá lớn có quá nhiều chuyện ly kỳ không thể giải thích bằng khoa học sau cùng, nàng mệt rồi. Chiến hữu bên ngoài vẫn đang chúc mừng nàng tỉnh dậy, nhưng cảm giác bất lực nặng nề khiến nàng mệt mỏi, nằm sấp trên bàn. Nàng cố gắng đè nén sự đau đớn trong lòng, muốn chìm vào giấc mơ như thật như ảo kia một lần nữa. Nhưng vô ích, đừng nói là nàng rất khó ngủ say, cho dù nàng ngủ rồi, dù có nằm mơ thì khi tỉnh dậy vẫn là khung cảnh hiện đại hóa này. Nàng cầm chiếc gương, xem tới xem lui, dựa theo ký ức của mình, lặp lại động tác và câu nói khi mình chìm vào giấc mơ lúc trước đây. Nhưng cho dù nàng có cố gắng thế nào thì vẫn ngồi trong ký túc xá, không có gì thay đổi. Nàng vẫn là hạ sơ thất, vẫn không thể đi vào không gian khác trong giấc mơ kia. Hạ sơ thất đã thay đổi. Chiến hữu trong đội y tế gai đỏ đều đang bàn luận. Họ nói từ khi nàng tỉnh dậy thì đã thay đổi. Trầm mặc ít nói, thường cầm gương nhìn thẫn thờ, có gọi thì nàng cũng thường không phản ứng lại. Hạ sơ thất biết dáng vẻ của mình sẽ khiến người ta khiếp sợ. Nàng cũng muốn thay đổi, nhưng nàng không làm được. Dù có thế nào cũng không quên được. Nàng đã không thể nào làm quân y của đội gai đỏ được nữa. Cho dù không ai đuổi, nhưng vào ngày thứ bảy sau khi tỉnh dậy, nàng chủ động viết báo cáo xin xuất ngũ. Suy nghĩ về mặt an toàn và tình hình sức khỏe của nàng, lãnh đạo phê duyệt rất nhanh. Bên trên chỉ viết vòn vẹn vài chữ, đồng ý cố gắng nghỉ ngơi nàng thu dọn hành lý đơn giản dọn ra khỏi ký túc xá của đội đặc nhiệm gai đỏ nhưng khi ra khỏi cổng quân khu nàng xót xa phát hiện ra rằng trong thành phố lớn như thủ đô này nàng không có nhà dường như cũng không có nơi dừng chân làm việc suốt những năm qua trong thẻ có để dành được một ít tiền đủ để nàng sống vài năm nhưng nó cũng không thể mang lại cảm giác an toàn thật sự trên ý nghĩa Nơi không có triệu thập cửu, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Cảm giác chán nản và cô đơn không nhà để về, khiến nàng đứng bất động trước cổng quân khu một hồi lâu. Bíp Một chiếc Maserati màu đỏ dừng trước mặt nàng, người trong xe ấn nhẹ còi xe, mỉm cười nhìn nàng. Sơ thất, lên xe! Hạ sơ thất nheo mắt hoảng hốt một lúc rồi mới phản xạ lại. Chiêm sắc, cậu không nợ gì tớ, tớ không thể làm phiền cậu nữa. Phiền cái gì chứ, cậu xem cậu nói kia. Tình cảm chị em chúng ta sao lại xa lạ như vậy rồi? Trên thực tế, đối với chiêm sắc mà nói, một quân y có tiền đồ rộng mở trên lĩnh vực y học như hạ sơ thất, bỗng thành ra thế này, lại còn xảy ra chuyện trong nhà mình, cô vẫn thấy hơi ai náy. Huống hồ gì, họ là đời sau của kim triện ngũ thuật kế thừa thứ tổ tiên đã truyền thừa hơn ngàn năm. Tuy không gần gũi như quan hệ máu mủ, nhưng cũng chẳng hề thua kém là bao. Thôi, tớ tìm lại một căn nhà ở là được rồi. Hạ sơ thất không cử động. Chiêm sắc cau mày, quan sát khuôn mặt trắng bệch gần như là trong suốt của nàng, dưới ánh nắng mặt trời. Trong bảy tháng ngắn ngủi, cô gái này thay đổi quá nhiều. Hạ sơ thất trước đây hoạt bát đáng yêu, vô tư mạnh dạn, dù trời có sập cũng không sợ còn bây giờ dường như đã thiếu đi chút gì đó đúng thiếu mất linh hồn tuy cô ấy đứng ở đó nhưng lại như một cái xác rỗng ba hồn sáu phách đã rời khỏi thân thể chỉ để lại một hồn giao tiếp với người khác cô thở dài mỉm cười tung chiêu cuối cậu không đến chỗ tớ là không muốn biết nguồn gốc của gương gỗ đào à mắt hạ sơ thất sáng rực lập tức phục hồi sức sống. Cậu tìm được rồi sao? Chiêm sắc vừa cười vừa gật đầu, xuống xe mở cốp, nhét hành lý và giúp nàng. Sơ thất, cậu không hề cô đơn một mình. Cậu vẫn còn trung tớ, có nhà họ quyền và có chú bác của cậu nữa. Cảm ơn. Hạ sơ thất thẫn thờ, tâm trí đã bay đi mất. Dựa theo ghi chép của người ba hòa thượng chiêm tử thư của chiêm sắc, gương gỗ đào được ông ấy mua lại từ một cửa hàng đồ cổ ở Ejinhoro, thuộc thành phố Odos. Lúc đó ông vừa nhìn đã để ý chiếc gương gỗ đào này, chủ tiệm đồ cổ kia cũng không bán thách giá. Không những thế, chủ tiệm còn thấy rất cảm động và tán thưởng về mắt nhìn của ông ấy nên bán lại với mức giá cực kỳ thấp. Chắc là bởi vì hai người có cái nhìn tương đồng nên ông ấy viết rất kỹ về lần mua này nhưng có điều lại không tiến hành giám định 5 tuổi của chiếc gương. Có một ít manh mối, vẫn đỡ hơn không có. Hạ Sơ Thất rời khỏi nhà chiêm sắc, nhờ một bạn học trong viện y học lúc trước tìm một chuyên gia giám định bảo vật. Chuyên gia đó dùng kính lúp xem tới xem lui, phân tích rằng chất liệu và kỹ thuật chế tạo giống như đồ thời đầu nhà Minh, nhưng mặt gương lại được chế tạo bằng kỹ thuật mạ bạc xuất hiện sau khi thủy tinh đã ra đời vào thời đại đó không thể nào có kỹ thuật sản xuất này được. Thế là cuối cùng chuyên gia nhìn nàng với ánh mắt không được thân thiện cho lắm và đưa ra lời giám định với hai chữ. Đồ giả. Hạ sơ thất hoảng hốt. Lỡ đâu là đồ của người hiện đại xuyên không về phát minh ra thì sao? Chuyên gia xoa cái đầu chọc lóc, không có tóc của mình, liếc nhìn nàng với ánh mắt kỳ lạ rồi im lặng rời đi lại bị một người coi là kẻ điên, hạ sơ thất khóc không ra nước mắt. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, quyết định đi thành phố Odos. Một là muốn tìm tiệm đồ cổ kia, hay là vì thành phố Odos rất gần âm sơn. Đối với âm sơn, nàng có một tình cảm rất đặc biệt với nơi đó. Không cần biết giấc mơ kia có phải là thật hay không, nàng vẫn muốn đi xem thử.